Chính quyền thành phố Thuận An nói gì về video chở xác nạn nhân vụ cháy về quê lấy 6 triệu? Mạng xã hội xuất hiện một video cho rằng người nhà nạn nhân vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương phải trả 6 triệu đồng khi đưa thi thể về quê mai táng. Chính quyền thành phố Thuận An giải thích đã hỗ trợ đủ số tiền cho các thân nhân các nạn nhân. Vài ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một video ghi lại cuộc nói chuyện được cho là người nhà của một nữ nạn nhân đã không qua khỏi trong vụ cháy quán karaoke An Phú, Bình Dương. Theo video, người đàn ông được cho là người nhà nữ nạn nhân nói rằng phải chi tiền mới đem được thi thể về quê mai táng. Người này cho biết khi nhận thi thể, gia đình phải trả 6 triệu đồng tiền thuê xe để đưa em gái về quê mai táng, cộng thêm 2 triệu đồng tiền vệ sinh thi thể, tổng cộng là 8 triệu đồng. Qua xác minh, người đàn ông trong video là anh Hát, người nhà của nạn nhân TTNL, 25 tuổi, ngụ tại tỉnh An Giang. Ngày 11 tháng 9 trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khẳng định không có chuyện chính quyền địa phương không hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy. Theo bà Hiền, sau khi xảy ra vụ việc, thành phố Thuận An đã kịp thời hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân không qua khỏi 30 triệu đồng, nạn nhân bị thương 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố Thuận An cũng đã làm việc với chủ quán karaoke An Phú để tiếp tục hỗ trợ mỗi nạn nhân không qua khỏi ban đầu là 30 triệu đồng để gia đình chi trả cho việc đưa thi thể về quê cũng như các dịch vụ mai táng khác. Tuy nhiên, khi chủ karaoke đưa tiền cho gia đình nạn nhân nói trên, thì không rõ số tiền này để hỗ trợ gia đình, lo các chi phí di chuyển, chi trả cho đơn vị lo mai táng, dẫn đến gia đình hiểu lầm là không phải trả chi phí này. Đến khi đơn vị mai táng đề nghị gia đình chi trả tổng số tiền 8 triệu, thì anh trai của nạn nhân hiểu nhầm, cho rằng chính quyền đã lo chi phí này rồi. Do lúc đó thì tình hình cập dập, chính quyền và doanh nghiệp khẩn trương hỗ trợ cho các nạn nhân để giảm bớt gánh nặng cho gia đình nên giải thích chưa được rõ, dẫn đến hiểu nhầm đáng tiếc, bà Hiền nói. Do mỗi gia đình đưa thi thể của nạn nhân về quê ở thời gian khác nhau, chính quyền và chủ quán karaoke đã giao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân và giao quyền chủ động cho gia đình, tức là gia đình tự thuê xe, tự trả tiền, cho nên chính quyền và chủ quán karaoke đã đưa hết số tiền hỗ trợ để gia đình lo chi phí mai táng ban đầu, bà Hiền giải thích thêm. Cũng theo bà Hiền, sau khi nắm được sự việc, bà đã liên hệ với người đàn ông trực tiếp nói chuyện trong video và giải thích rõ với người này. Sau đó người đàn ông đã hiểu và cảm ơn chính quyền thành phố Thuận An nỗ lực chăm lo, kịp thời hỗ trợ gia đình.